có được khả năng pha vẫn là rất ấn tượng, và khả năng đi kèo với các pháp sư khu đứng giữa là vô cùng tốt đến từ Jone của Chovy. Kêu khu vực đứng trên của Doran thì cũng dễ hiểu rồi, vì đây là kèo đấu mà anh ta được quyền farm hòa với Gangplank phía bên kia. Những áp lực đi đường đến từ Gangplank là có, nhưng nó có lẽ sẽ không đủ nhiều để khiến cho kêu của Doran gặp quá nhiều những bất trắc trước cấp độ 6. Và khi lên cấp độ 6 thì kêu sẽ có được cái sải tay đủ dài để farm an toàn và hướng tới cấp độ 16 sẽ là điều bên phía Genji hướng tới. Còn Chovy thì anh ta sẽ phải đối đầu cùng với con Zoe của BDD. Đội hình bên phía Noxian Force là một đội hình không có nhiều khả năng cấu gì ở bên cạnh con Zoe này. Có chăng thì Ghost nếu như chơi Zeri theo thiên hướng Mark W. Và nếu như phải đối đầu với những chiến tướng có cái lượng sát thương vật lý cao như kiểu là Yon thì sẽ thực sự rất là nguy hiểm. Lựa chọn Zoe tôi nghĩ là hợp lý dành cho BDD ở ván đấu này. Để xem là hai bên sẽ thể hiện như thế nào trong cuộc độ giữa Genji Esports và Noxian Force ở ván đấu đầu tiên trong khuôn khổ LCK mùa hè năm 2022 trên kênh 6 của LCK tiếng Việt. Và rất hy vọng quý vị và các bạn để lại thêm những lượt like và subscribe cho kênh phát sóng của giải đấu với bản quyền phát sóng từ WebSport. Khu vực đứng trên đang là tình huống tàng hình và Dread đang có định tiếp cận khu cánh trên nhằm thực hiện một pha băng trụ trước con kêu của Doran. Doran khá tỉnh trong việc cắm một con mắt tại bụi cỏ trạng 3. Nhưng việc mà anh ta mất nửa cây máu đứng dưới trụ như thế này cũng đang là một tình huống có thể gặp nguy hiểm. Pha đối thủ thất bại từ Kana nhưng họ vẫn đang muốn tấn công. Pha làm trắng tốt đến từ Red sát thương đến từ nội tại thử lửa của Gangplank là khá nhiều, nhưng nó chưa đủ để có thể hạ gục Doran trong tình huống này. Họ sẽ cần phải giật ra một nhịp nữa. Nhịp thứ hai khi Red hồi lại W thì quyết định đưa ra đến từ Noxian là rút lui chứ không phải băng trụ nữa, không lấy được phép bổ trợ, mất tương đối nhiều thời gian tại cánh trên. Và bây giờ thì Genji đang phản công tại khu vực cánh dưới. Ruler Lehen bắt đầu sẵn sàng từ băng trụ với 4 phép bổ trợ sẵn sàng, và Phoenix cùng với đồng đội của mình đã có chiến công đầu. Chiến công đầu được nhường lại dành cho vị trí của Ruler, và lớp giáp cộng với hồi máu đến từ vị trí của Ruler giúp cho Phoenix đi ra, mà lượng máu của anh ta vẫn đủ để tiếp tục cướp rừng. Một chút những ưu thế dành cho Genji Esports ở khu vực đường dưới khi mà Ruler cũng như là Lehen đang hoàn toàn chơi trên cơ so với bộ đôi Ghost cũng như là Effort. Phoenix hướng xuống đây với tình huống hỏi thăm lần thứ hai. Lần này thì Effort không có kiệt sức, hai tốc biến vẫn còn trên người đến từ cả hai thành viên bên phía của Noxian, nhưng liệu họ có chống băng trụ hay không? Effort tiếp tục là mục tiêu anh ta rất dày và thậm chí là đầu tư luôn cả một cái mưa đại bác. Phoenix là người cầm cái mạng thứ hai đó. Red có pha phản công nhưng đây là hai đánh lấy ba, hơi khó để Noxian Red Force có một tình huống tấn công tiếp theo, và bộ ba bên phía của Genji đó buộc phải lui về. Thậm chí là mưa đại bác xuống thì cũng không giúp cho Noxian gỡ gạc được bất cứ một cái mạng hạ gục nào trong tình huống tấn công rất khít vừa rồi đến từ bên phía của Genji Esports. Và Noxian thì có câu trả lời bằng con sứ giả cánh nứt đầu tiên. Chúng ta đang được thấy rằng Noxian đánh cánh trên, còn bên phía của Genji Esports đánh ở khu vực đứng dưới. Ruler đang bốn tay đôi với Ghost trong tình huống này. Thánh trừng được xấy tốt đến từ Ruler, sát thương khá nhiều đến từ cả hai bên. Hồi máu đã được sử dụng đến từ Ruler, còn ở khu vực đứng giữa là một chiến công dành cho Vi. Với tình huống hạ gục thành công Redford lần thứ 3 trong trận đấu này, lần lên bảng điểm số thứ 3 đến từ hỗ trợ bên phía của Noxian Redford chỉ sau 10 phút đồng hồ thi đấu mà thôi. Và đây là pha đẩy cao đến từ Effort, anh ta muốn có thêm vàng với những cái tình huống hit vào trụ. Nhưng đó là Peanut với chiêu cuối đến từ vị trí của Yumi trong tay Lehen. Sau đó thì Chovy xuất hồn với những pha chặt chém liên tục với cú hất tung thành công. Không có cách nào để đào thoát đến từ Effort. Và những gì một con Ami level 5 không có tốc biến làm được trong thứ vừa rồi cũng chỉ là việc lên bảng điểm số lần thứ 3 liên tục mà thôi. Hỗ trợ của Noxian đang thi đấu rất thiếu tập trung trong ván thi đấu này, và mang lại những lợi thế rất lớn cho Genji ở đầu trận. Con rồng này bên phía Noxian đang có ý định ăn. Phoenix không còn chiêu cuối nữa, nhưng anh ta có trừng phạt, và sát thương trừng phạt của anh ta là ngang bằng so với Red. Red là người dồn sát thương tốt hơn với một cú quy kết hợp cùng với trừng phạt, và mang lại con rồng nguyên tố đầu tiên cho Noxian. Thua một chút về chỉ số lính, tuy nhiên thì rõ ràng là khả năng tăng thêm sức mạnh đúng là Kale trong tay Doran sẽ không hề thua kém gì nhiều so với Gangplank cả. Kana đang làm ổn, nhưng làm ổn thôi là chưa đủ. Anh ta đã có tay hợp kiếm bắt đầu tăng thêm sức mạnh ngon, nhưng sẽ cần thêm những áp lực đến từ Gangplank với chiều cuối xuống cánh dưới này để hỗ trợ cho đồng đội, vì Ghost cộng với Effort đã không thở nổi. Thậm chí đường trên là Kana đang hướng tới việc solo kill Doran, tốc biến lên Q là có mạng, nhưng đó là pha phản xạ tốt đến từ Doran. Anh ta thậm chí tốc biến trước cả tình huống tốc biến đến từ Kana, và bây giờ thì Dread lên có vẻ là hơi trễ. Dread luôn là người fail cho những từ tấn công, còn Phoenix thì hiệu quả rất nhiều. Lại là bên phía của Genji Esports bóng thủ thành công, nhưng ngay lập tức Yumi trong tay của Lehen có một tình huống nhập vào người đồng đội và không gặp bất cứ một hiểm nguy nào cả. Noxian đang ăn cho mình sứ giả, nhưng Phoenix vẫn đang không muốn bỏ cuộc, anh ta vẫn đang muốn tranh cướp đối phương, và đó là tình huống sứ giả phán quyết đẩy văng một người về, đó là Kana. Trừng phạt được kích hoạt đến từ Red, rất may là anh ta vẫn giữ được con mắt sứ giả để giúp cho bên phía của Noxian Redford giữ thế trận. Chứ nếu không tôi nghĩ rằng nếu như để cho Phoenix ăn được con sứ giả vừa rồi thì nó sẽ là ưu thế quá vượt trội dành cho Genji Esports ở giai đoạn early game. Và bây giờ thì Red đang là người gặp nguy hiểm. Ruler không có thanh trừng, chứ nếu có tôi nghĩ rằng Red đã có thể bị nhận thêm rất nhiều sát thương cho tình huống vừa rồi. Đúng là con sứ giả vừa rồi rất quan trọng với Noxian, vì đó là thứ công cụ duy nhất mà họ có thể dùng để có thể ăn trụ một đường giữa Genji. Nếu không có sứ giả thứ hai của ván thi đấu này thì không nghĩ là bên phía của Noxian có thể chạm được vào trụ một bên phía của Genji thêm một lần nữa.
bởi vì người đang chân giữ trụ một đường giữa lúc này không còn là Chovy mà đó là một con Lucian cùng với Yumi. Lucian gần hai món trang bị của Ruler bây giờ anh ta đang đẩy cực kỳ mạnh tại khu đường giữa này. Lượng sát thương sốc đến từ Lucian có thêm thanh trừng nữa thì có thể sẽ đe dọa được tính mạng, hoặc là ít nhất bên phía Long Sim sẽ có thể có những người mất đi những phép hỗ trợ. Phát tốc biến làm choáng nhanh, phát bồi thêm cả CC vào đến từ Effort. Vẫn có một cú hất tung đến từ cú sóng thần vừa rồi nhưng tầm hoạt động nó là chưa đủ. Lê Hen chui ra để che nghịch sao và Biri đang nhận lại những cú thanh trừng rất đau. Sát thương là không đủ, cú bóng ngủ chuẩn xác vào đây sẽ là bàn shutdown dành cho Red, nhưng ta có đi ra được hay không đây? Anh ta nhận xác Lucian lên, anh ta tìm kiếm cú double kill và anh ta có được đó. Nhưng sau đó anh ta cũng đã phải đập xuống rồi. Bây giờ thì Noran đang phản công, Biri hết phép bổ trợ, di chuyển về hướng của Noran, đi quạt hai quạt và đi luôn. Đó là mạng thứ 6 cho Genji trong ván thiếu này. Và Effort có thể gặp nguy hiểm khi mà Chovy vòng sau từ sau Nami này. Một cô gái gặp một chàng trai và chàng trai thì đang muốn có một tình huống mà hỏi thăm cô gái trong thềm trụ luôn. Chovy có mạng thứ 7 dành cho bên phía của Genji Sport và mạng thứ 2 cho bản thân anh ta ở trong ván đấu này. Lựa thế ở khu vực đứng giữa, Genji sẽ có được luôn cái trụ ở vua thứ 19 ở khu vực đứng giữa trong tình huống mà họ quá thành công với pha phản công của mình. Với những người chơi Virgo với khả năng mà di chuyển dạng lướt đến từ cái bộ kỹ năng của Yone và Virgo, nó cũng khá là nhiều điểm tương đồng. Và đây liệu có phải là con Yone học theo kiểu lên đồ của Virgo hay không ở trong ván đấu này của Chovy? Một kiểu lên trang bị rất thú vị mà Chovy đang đưa ra ở một cái ván đấu mà Genji Esports hoàn toàn áp đảo so với lại bên phía của Nongsi Red Force. Sau khoảng 22 phút đồng hồ thi đấu thì họ có một cái lượng tiền dẫn trước khoảng tầm 4.000 so với lại đối phương, và đây sẽ là con rồng để Genji Esports dẫn trước về tỷ số rồng so với Nongsi Red Force 2-1. Hoàn toàn lép vế đến từ cái cánh đẩy lẻ của bên phía Nongsi Red Force tại cánh của Chovy, và những áp lực của Chovy đẩy đường giúp cho bên phía Genji bắt đầu tiếp cận trụ 2 rồi. Ruler lướt lên bắn trụ 2. Ghost đang cố gắng dẫn lính và tiếng bóng của từ xa trúng vào vị trí của Phoenix. Phoenix tung chiêu cuối đẩy được một người về, đó là Ghost. Một cú sóng thần đưa ra nhưng Phoenix quá trâu, anh ta bị trụ bắn. Sát thương là không đủ, có thiêu đốt thêm và Phoenix cuối cùng đã phải nằm xuống với sát thương đến từ mặt nạ thống khổ của BDD. Đó là cú thiêu đốt đến từ BDD và anh ta là người mang lại mạng cú thứ 3 cho Nongsim trong ván thiếu này. Tiếp tục có giao tranh, bóng ngủ trượt. Ghost trở lại từ giao tranh sau khi anh ta bị đẩy về bởi cú chiêu cuối của Phoenix. Còn tại cánh dưới thì Kana vừa dùng cú chiêu cuối hỗ trợ cánh trên rồi, anh ta không dám đứng lại khu đường dưới quá lâu nữa. Pha bóng ngủ chuẩn xác nhưng nó chỉ trúng vào một con Zonai đang xuất hồn. Và những áp lực đến từ Genji trong việc tấn công trụ hai đường trên chỉ mang lại khoảng chừng hơn được cây máu trụ, chưa mang lại trụ thứ tư trong ván thi đấu này thuộc về Genji. Pha phòng ngự tốt đến từ Nongsi Red Force. Ta phải khẳng định một điều rằng là BD anh rất tốt với chân tướng Zoe của mình để giúp cho bên phía của Nongsi Red Force giữ trận sau pha công trụ ở khu vực vừa rồi đến từ Genji. Ruler cũng như là Yone trong tay của Chovy vẫn đang cực kỳ áp lực vào Red Force thứ 6. Trên là thứ 5. Không có cách nào Red Force trốn thoát được cả khi mà anh ta mất cả hai phép bổ trợ trong tình huống phòng ngự trước đó. Tiếng pha vây bắt với một cái trận đội hình có một cái khả năng bắt lẻ rất tốt. Chúng ta thấy được rằng Ruler đang rất nguy hiểm với Lucian khi kết hợp với Yumi trong tay của Lehen. Nhưng đây là đại hùng thủy đến từ vị trí của God và chính xác là của Red Force. Và xuất hồn đến từ Chovy. Họ anh ta mất khá nhiều. Bùi Bắc đã được tung ra chưa đây. Bùi Bắc đã được tung ra đến từ vị trí của Kana rồi. BD anh ta nhận được tốc tuyến của đối phương, Chovy kẹp lại. Anh ta nhận được chiêu cuối đến từ vị trí của Dora nhưng đó là thủy ngục tốt đến từ Red Force. Chưa bên nào nằm xuống cả, cuối cùng đã có mạng khi mà BD hạ gục thành công Chovy. Một mạng dành cho Nongsim Red Force với tình huống di chuyển cũng như là tấn công rất dài hơi đến từ hai bên trong pha hiếu vừa rồi. Người xuất sắc nhất trong tình huống vừa rồi có lẽ sẽ phải kể tới BDD. BDD đang có những tình huống bóng ngủ vô cùng chuẩn xác trong ván thi đấu này và nó đang mang lại trực tiếp những tình huống giao tranh thắng cho phía Nongsim. Một pha bóng ngủ trúng vào Lucian của Ruler và điều đó mở ra một tiếng giao tranh mà xạ thủ của Genji đã không có nhiều khoảng trống để gây sát thương. Lucian ba món trang bị của anh ta bắt buộc phải bấm đồng hồ và tốc biến hồi máu chỉ để rút lui. Lượng sát thương mà Ruler có thể gây ra cho tướng vừa rồi là không thực sự ấn tượng. Cùng với đó là một tình huống Chovy cũng đã đâm vào rất sâu. Anh ta có thể có khả năng chống chịu rất tốt đến từ cái khiên thái dương cùng với chiêu cuối từ Doran. Nhưng khi hết những công cụ như vậy, anh ta lại ăn thêm một cú bóng ngủ chí mạng nữa. Và bây giờ Red đang di chuyển lấy tầm nhìn, anh ta bị tấn công, anh ta không lướt đi đâu được cả. Một pha không thể lay chuyển quá hay đến từ Phoenix và outplay hoàn toàn tình huống lướt đến từ móng vuốt hắc ám của Red. Và bây giờ khi không có người chơi rừng, không có tầm nhìn nhiều, chắc chắn đó sẽ là tiếng Emerald đến từ Genji. Red chưa hồi lại chiêu cuối trong pha thiếu vừa rồi và không có cách nào để anh ta có thể trốn thoát được với một cái không thể lay chuyển đến từ Phoenix. Và đây sẽ là Baron chắc chắn dành cho bên phía của Genji Esports. Chovy bị kẹt lại trong tình huống tấn công trước đó của Nongsim, chính xác là tình huống phản công của họ thì đúng hơn. Một tình huống giao tranh thắng lợi cho Nongsim và những gì họ thu lại được chỉ là một con rồng. Trong khi đó tình huống bị bắt lẻ đến từ Red cũng thật khó trách anh ta khi tầm nhìn của họ là quá ít ỏi. Và khi mà Effort liên tục chết lẻ trước đó trong những thứ di chuyển kiểm soát tầm nhìn thì Red lại phải là người đi thay. Nhưng khi anh ta nằm xuống thì đúng là bên phía của Nongsim đã bị mất Baron, một con Baron có thể sẽ mở ra thêm những đường lý xung cấp cho Genji trong ván thi đấu này.
Những gì Nông Sim gỡ được sau tiếng Baron đó chỉ là trụ hai khu đường dưới dành cho Kana mà thôi. Kana lên đồ như thế này thì đồng ý lượng sát thương của anh ta vẫn sẽ có. Anh ta đang khá xanh với 3 máu trong bị rưỡi. Nhưng đó là những thủ thuật súng trúng vào những người yếu máu thôi. Chứ vào những người như Pinus hay là Chovy có lẽ lượng sát thương của nó sẽ không được quá ấn tượng. Và chưa kể khả năng hồi phục đến từ Lehen lúc này nữa có thể sẽ khiến cho những pha cấu rỉa của Kana trở nên vô nghĩa. Và cả BDD cũng tương tự là như vậy. Họ bắt buộc phải nhờ vào khả năng bóng ngủ đến từ BDD để có thể mở ra những tình huống giao tranh và sốc sát thương chết một mục tiêu nào đó. Họ sẽ gặp nhiều trở ngại bởi vì Doran vẫn đang sẵn sàng với cú chương cuối thần linh định đoạt có thể khắc chế khả năng dồn sát thương đến từ Nông Sim. Và chia người ra để đẩy là những gì mà Zeddy đang muốn làm. Họ đang chia 1-4. Người đang đẩy tại khu đường giữa đó là Phoenix. Cú thì cũng khá nghiêm trọng đến từ Doran, nhưng anh ta còn thần linh định đoạt và anh ta vẫn có thể rút ra được khả năng hồi phục đến từ vị trí của Lehen đang giúp cho Doran hồi phục lại rất nhiều. Và thậm chí Doran đang có định muốn bấm B về để chuyển trở lại thì phải. Baron vẫn còn một khoảng thời gian tương đối dài nữa, 45 giây là đủ để Zenji có thể tiến vào lấy trụ ba khu đường giữa đối phương. Trụ đường giữa cũng đang bị tấn công và nó chỉ còn lại nửa cây máu mà thôi, Chovy rút ra được. Trong khi đó Ruler với khả năng hồi phục đến từ con Yumi, anh ta vẫn đang tấn công liên tục vào các nhà lính đường dưới của Nông Sim Red Force. Vô cùng ấn tượng và nhìn vào bên phía của Nông Sim Red Force thì họ đang bị thiếu giảm hồi máu. Và Red Force sẽ là người duy nhất có được giảm hồi máu đến từ trang bị bình thải hóa dược. Anh ta sẽ cần phải làm tốt với bình thải này để giúp cho bên phía của Nông Sim có thể hạn chế khả năng hồi phục đến từ Yumi. Và BDD cũng đang là người gánh sát thương rất tốt trong bên phía của Nông Sim Red Force với mũi phù thủy đã được hoàn thành. Nhưng gánh được một pha, gánh được hai pha, không thể nào gánh hoài được cả. Họ vẫn sẽ phụ thuộc sát thương đến từ Ghost rất nhiều. Bây giờ nhìn con Zeri của anh ta chưa có nổi máu trong ý thứ 3 thì lượng sát thương đến từ Nông Sim Red Force đang thực sự bị thiếu hụt trong những pha giao tranh để dứt điểm bên phía Zeri. Cái khả năng hồi phục đến từ Zeri Squad nãy giờ chúng ta thấy được những cái tình huống nghịch sao của bóng ngủ BDD nó có độ của chắc rất là cao, nhưng đây là pha Chovy anh ta lao vào 3 người và không thấy Virgo trong tay của Red đâu nữa cả. Trường cuối được bung ra đến từ vị trí của Lehen để giải quyết tình huống phản công đến từ bên phía của Nông Sim Red Force. Và đây là thanh trừng giấy quá đầu đến từ Lula, không ai che cho Ghost được cả. Lula bị kiệt sức nhanh, ta vẫn đang lướt đánh ta cỗ sát thiên thần. Khi đóng đồng hồ cầu do tình đồng hồ thì anh ta không gì trường cuốn kim tốc biến nhưng vẫn lao vào và vẫn bị hạ gục bởi Doran. 3 điểm hạ gục dành cho thành viên bên phía của Gen Z Sport. Đây là chiêu cuối đến từ Doran để bảo kê giúp cho Pinup rút ra ngoài. Chiến thắng sẽ có dành cho Gen Z Sport ở ván 1 này mà thôi. Tình huống giao tranh hết sức một chiều, Gen Z hơn nhiều tiền rồi, họ lại còn có một tình huống giao tranh trên cơ hoàn toàn Nông Sim Red Force. Những gì Kana đang cố gắng làm là chịu đựng những cú quạt đến từ Doran mà thôi. Anh ta hoàn toàn bất lực trước tình huống kết thúc ván đấu của Gen Z. Hai thành viên Nông Sim Red Force hoàn toàn không có đủ cơ sở để cản những thành viên Gen Z trong việc kết thúc đi ván thi đấu đầu tiên này. Một con Kale được đồng đội tạo tiền đề free farm 30 phút và Doran thể hiện được lượng sát thương cũng rất ấn tượng với con Kale của mình trong tình huống giao tranh cuối cùng. Và đó là một lối chơi mang thiên hướng make play cho đồng đội, hỗ trợ đồng đội nhiều về mặt hiệu khống chế, chứ lượng sát thương mà anh ta gây ra thì chắc chắn sẽ không bằng Zone chí mạng rồi. Rồi đến với ván thiếu thứ hai, anh ta lại mang ra một con Kama, một vị tướng pháp sư mà chúng ta hay nói rằng nó là một vị tướng pháp sư hỗ trợ bởi vì cái lượng sát thương đến từ Kama nó đến từ những nội hỏa kinh mancha là chủ yếu. Đây có thể sẽ vẫn là một con Ash farm và lên đồ theo kiểu là tốc độ đánh và chí mạng rất là nhiều đến từ Ruler để anh ta bù sát thương ở giai đoạn sau với một đội hình có một cái ngưỡng sức mạnh tăng tiến khá là nhanh đến từ bên phía của Gen Z Esports. Còn với Nông Sim Red Force ở bên phía bên kia, Senna Asia, một con bài late game rất mạnh và thêm vào đó nữa là cả gangplank trong tay của Kana. Late game sẽ là điều mà Nông Sim muốn hướng tới ở trong ván đấu thứ hai giữa hai đội này. Ván đấu thứ hai trong cùng đội giữa Nông Sim Red Force và Gen Z Esports trong khuôn khổ LCK mùa hè năm 2022 trên kênh sóng của LCK tiếng Việt. Và rất hy vọng quý vị và bạn để lại thêm những sự ủng hộ cho dành cho kênh phát sóng của chúng tôi với những lượt like và subscribe cùng bản quyền phát sóng thuộc về Bossport. Farm khá là cân bằng đến từ Chovy cũng như là BD. Mặc dù là Chovy di chuyển nhưng anh ta nhận thơ lính ở cánh trên. Trong khi đó thì Na trong tay của Doran thì nhận thơ lính ở khu vực giữa. Một pha băng trụ fail đến từ cả hai bên. Và người có lợi nhiều nhất tôi vẫn nghĩ là bên phía của Nông Sim mà thôi. Ý tôi 100% ở đây tức là kiểu gì cũng sẽ có trên công đầu ở đường trên hoặc đường dưới thôi. Pha này thì đen cho bên phía của Gen Z là họ lại không có đủ khả năng hạ gục được Ghost trước khi cái cứu cánh của Lehen hết tác dụng. Nếu như pha đó Gen Z đủ sát thương để hạ gục Ghost, Lehen có thể sẽ được cứu nhờ cái cứu cánh đó. Đối tình huống đổi chắc vừa rồi thì Nông Sim có lẽ cũng sẽ không đến quá lỗ. Đồng ý là Ruler là người có mà hạ gục, nhưng người nằm xuống của Nông Sim đó là Ghost thì anh ta lại là một vị tướng không farm. Thế nên effort cho tình huống vừa rồi thì anh ta vẫn đón được một vài chỉ số lính dưới trụ và cũng không bị thu thiệt quá nhiều của đường giữa trụ vì là thực sự muốn solo BDD à. Lách rất ghê nhưng vẫn bị dính đội hỏa kinh Matcha và sát thương đến từ đòn đánh tay vừa rồi là không đủ. BDD đã kích kịp cái bình máu và thấu sót với một lượng máu ở tầm vài chục mà thôi. Áp lực rất lớn tạo ra đến từ Chovy với con Kama đứng giữa của anh ta ở trong giai đoạn ban đầu trước một con Azir trong tay của BDD.
Nhưng pha đó thì cũng chỉ là một pha đi bộ về từ BD mà thôi, anh ta không phải đầu tư tốc biến để có thể đào thoát với áp lực đến từ Chovy trong tình huống trao đổi chiêu vừa rồi ở khu vực đứng giữa. Nhận thấy việc là đối phương sẽ phải MP về nhà đến từ Chovy, và cặp đôi đứng dưới cũng như là cả Dread nữa có một tình huống di chuyển ra để ăn con rồng từ một cái khoảng thời gian rất sớm. Ra kịp rồi, Genji đã ra kịp rồi, Peanut có 6 chiều cuối sẵn sàng. Kana thì anh ta không có dịch chuyển nha, và anh ta phải đi bộ ở mấy khoảng cách khá là xa. Peanut bắt đầu lao vào hất tung hai người, gót gặp nguy hiểm tốc biến ngay lập tức, phải đầu tư đến từ xạ thủ bên phía của Noxie Redfork. Chovy chặn đầu BD gặp nguy hiểm, anh ta dính chuyên tâm bị giữ chân lại, đang bị đánh thương bởi Doran, không giữ lại được sứ giả đến từ bên phía của Noxie Redfork. Người nhặt được mắt sứ giả là Peanut, hất tung chính xác đến từ Redfork. Điểm bạo cục tiếp theo dành cho bên phía của Noxie Redfork sau tình huống mà họ vừa mất đi con sứ giả vừa rồi. Họ sẽ cần phải đầu tư vào Doran và Peanut. Nhưng cái thứ nhất là Doran đang rất là thọt ở cánh trên, và cái thứ hai là Peanut anh ta cũng không có được cái thế trận quá là xanh xao so với lại con Volibear của Dread. Và như vậy là cái sát thương ở tuyến sau đến từ bên phía của Genji đồng ý với ý kiến của Văn Tùng là nó sẽ thiếu hụt ở khoảng thời gian sau của ván đấu. Nhưng hiện tại thì với cái lượng sát thương chiêu thức của Genji Sport tôi nghĩ vẫn sẽ là đủ. Và cái khả năng tiếp cận giao tranh của họ cũng đến từ khá là nhiều nguồn. Họ có Wukong, họ có Na khổng lồ của Doran, thậm chí là đại băng tiễn mở tầm xa đến từ Ruler nữa. Nãy giờ những cái pha bắt tay đến từ Lehen nó vẫn đang cho thấy được cái sự khó chịu, và Dread không muốn tồn tại những cái sự khó chịu nữa. Anh ta đẩy lui Lehen để giúp cho Đông Sim có ưu thế ở cùng hàng rồng. Đây có thể sẽ là con rồng thứ hai dành cho Đông Sim Redfork, khi Peanut khả năng cao là sẽ không thể chấp nhận được. Nhưng bài toán lấy được trụ thứ hai cho bên phía Genji trong ván thi đấu này thực sự nó sẽ không dễ. Các đường còn lại của Nông Sim đều đang thi đấu ổn. Khu vực đường trên thì Doran mỗi lần lia cam lên anh ta đều đang ở một trái máu không được dồi dào, và phát tốc biến đánh tay thử lửa thất bại đến từ Kana. Phía sau có người và thôi xong rồi, đại tướng sẽ phải gục ngã, và đây sẽ là mạng dành cho Ruler. Trong pha này thì bên phía của Genji đang kéo khá đông người ra khu vực đường giữa để cạnh tranh con rồng nguyên tố tiếp theo của bán thi đấu này. Họ đang dính sẵn để mở, họ mở chúng vào Effort, người đang có chung chữ khá tốt. Anh ta tốc biến ra, có thêm giáp đến từ ám soi dọi của cả Ghost để hỗ trợ rút lui. Và Effort về được, Peanut mất đi khoảng chừng 70% máu. Không có nhiều khả năng phục hồi đến từ bên phía của Genji, Peanut đang phải vin vào con cóc để có thể lấy lại lượng máu của mình nhằm tranh chấp con rồng nguyên tố tiếp theo của bán đấu với bên phía của Nông Sim. Nhưng kể cả đã được cóc chăng nữa thì việc tiến ra rồng đối với Genji vẫn là quá mạo hiểm. Công cụ mở mạnh nhất của họ là những cú đại băng tiễn, là những tình huống hợp chất điện loạn, nó đã dùng hết rồi. Và bây giờ chỉ còn một cú chiêu cuối duy nhất đến từ Doran, nhưng anh ta là ở Na tí nị khi đào đâu ra chiêu cuối đây. Nông Sim biết điều đó và họ đang dồn sát thương vào con rồng. Rồng lửa pha đa mục tiêu và nó lấy đi lượng máu khá lớn của Nông Sim Redfox. Và bây giờ thì cơ hội trừng phạt dành cho Peanut đang rộng hơn rất nhiều. Không vào được, một cú bắt tay quá tốt từ Lehen mở ra khoảng trống để cho cú trừng phạt Peanut được thực hiện một cách dễ dàng. Và đó là rồng nguyên tố thứ tư trong ván thi đấu, chính xác thứ ba trong ván đấu thuộc về Genji. Có rất nhiều tướng tay ngắn đến từ Đông Sim Redfork và họ gặp cực kỳ nhiều khó khăn trước một con Reta Class trong tay của Lehen ở trong pha hiếu vừa rồi. Đông Sim mất đi con rồng thứ ba của ván đấu. Genji đang là những người có được cái ưu thế về tiền nhỉnh hơn, nhưng cách biệt 1.000 tiền chưa phải là cách biệt tạo nên một khoảng cách lớn về mặt trang bị. Như các bạn có thể thấy là những tình huống mở của Genji nếu như chọn không đúng mục tiêu như vừa rồi, họ rất khó để có thể có mà hạ gục. Khả năng chống chịu đến từ một con Tamken của Effort hay khả năng chống chịu đến từ một con Volibear nó sẽ là cực kỳ cao. Pha này thì Effort không có ai cứu cả, hắc ám sao dọi tạo thêm giáp đi chăng nữa cũng không thể nào dùng cú zoom vào thì vừa được rút lui được. Lần này Genji đã chọn đúng mục tiêu và chọn đúng thời điểm tấn công lên khu vực đường trên của Genji là thời điểm mà không ai hỗ trợ cho Effort cả. Hiệu ứng và sát thương vừa rồi là đủ, nhưng Doran có thể gặp nguy hiểm trong pha này. Tốc biến đẩy về không, vì đi rất bình tĩnh, anh ta vẫn chưa tung ra cú Supreme Sapphire của mình. Doran đã mất tốc biến rồi và anh ta ở Na tí nị thì không có cách để có thể đào thoát trong tình huống ngay mút. Quy đi và anh ta phải mất tốc biến thì mới có được mạng vừa rồi đến từ Doran. Cái giá phải trả là Genji Sport thoải mái ở khu vực đường trên và họ đã lấy thành công với trụ thứ hai. Họ có lẽ sẽ chỉ chờ thêm Ghost có được khoảng chừng 100 linh hồn thì lượng sát thương của Đông Sim tuyến sau vẫn sẽ được đảm bảo cho những chống chịu tuyến trước như là Effort hay là Dread. Chúng ta vẫn đang được thấy rằng là đội hình bên phía của Đông Sim Redfork có một khả năng tăng tiến sức mạnh tốt hơn, nhưng ở thời điểm hiện tại thì Genji Sport đang cho thấy được sự khó chịu với đội hình có Kama, có Ash và Reata Class của Lehen. Những tình huống cấu diện rất khó chịu, đẩy về không thành công đến từ BD và thôi sau thì BD không có tốc biến, phải bắt buộc Effort gặp luôn vào và đã mất hai chiêu cuối đến từ bên phía của Đông Sim Redfork trong một tình huống mà họ muốn bắt Doran nhưng không thành công. Và bây giờ sẽ là ưu thế một chút dành cho Genji Sport ở con rồng nguyên tố thứ tư của ván đấu, nơi mà Nông Sim nếu như ăn được họ sẽ chạm hướng rồng 3, nhưng có vẻ họ sẽ không thể can thiệp được ở cánh dưới mà họ đang muốn hướng lên cánh trên vừa phải trao đuổi với đối phương. Rất thông minh, Nông Sim biết rằng cánh dưới mình đang không có tầm nhìn và tình huống mở trước đó của BD đã fail, họ sẽ không có nhiều công cụ để mở. Và Genji họ đang bắt buộc phải cử người để có thể solo con rồng cũng như bốn người còn lại phải ra Baron.
mà đó là một tiếng vị làm choáng rất khó hiểu đến từ vị trí của Kana. Kana dính theo hợp chất điện loạn và anh ta đâm xuống rồi. Một trong số những nguồn sát thương chính yếu được Đông Sim vừa phải lên bảng. Effort tốc tiến cố rút lui ở một chấm máu, anh ta dính đôi hỏa kinh mà trả và nằm xuống với mạng tính dành cho Châu Vi. Các thành viên còn lại của Đông Sim đang phải co cụm để rút lui và bây giờ Gen G họ mới là những người tiến vào Baron. Rất rời rạc đến từ Đông Sim Red Fox khi Kana anh ta còn tốc biến nhưng không thể sử dụng được với một pha trồng hiệu ứng. Phải nói là quá khít đến từ Gen G cũng bắt tay và sau đó là trồng thêm chiêu cuối đến từ Lè Hèn và không có một khoảng thời gian nào để Kana anh có thể kịp thở. Cú bổ sung vitamin đã được sử dụng trước đó còn God thì không thể tồn tại trên bản đồ được. Lực lượng sát thương mà ba thành viên bên phía của Gen G Sport tạo ra, BD bắt buộc phải dùng chiêu cuối nhưng đang bị lao theo với hai cú tốc biến và BD nằm xuống với điểm hạ gục thứ 7 dành cho các thành viên bên phía của Gen G Sport. Nhưng Gen G hết chiều và họ sẽ không tiếp tục lao ra khủ hàng Baron nữa. Red đang phải cố gắng rút lui, anh ta còn chiêu cuối cùng với cú dịch chuyển đến từ vị trí của Kana để đảm bảo khả năng rút lui. Nhưng liệu chính xác là Effort để rút lui, Kana còn dịch chuyển. Anh ta không bấm dịch chuyển à? Anh ta không dùng cả cú chiêu cuối để cover cho đồng đội mình tại cánh trên nữa. Và bây giờ ai ở ai về đây? Cả hai thành viên Đông Sim vẫn đang cố gắng rút lui. Và cú mưa đại bác có lẽ sẽ để phòng ngự Baron đến từ bên phía của Đông Sim Effort. Đó là ý tưởng của họ, có ý tưởng không tồi đến từ Kana trong việc giữ lại cú chiêu cuối của mình. Gen G cũng cần phải rất suy xét trong việc có nên ép Baron lúc này hay không, hay họ sẽ hướng tới mục tiêu mềm hơn là con rồng nguyên tố thứ. Câu trả lời được Gen G đưa ra chính là Baron. Và Kana khi đã không dùng chiêu cuối để cover đồng đội thì anh ta phải dùng cú chiêu cuối này để cản tình huống Baron đến từ bên phía của Gen G. Thì anh ta cũng không dùng luôn. Sao Đông Sim không chạy ra dòng trước tình huống đó nhỉ? Khoảng thời gian mà Red và Effort câu kéo là quá lâu nhưng quyết định đến từ Kana là không. Anh ta không ăn rồng, anh ta cũng không sử dụng chiêu cuối để hỗ trợ đồng đội và kể cả đối phương có ra Baron. Doran đang ở một cái ngưỡng nộ khá ổn để có thể giao tranh và đó là một tình huống cố gắng băng trụ đến từ Gen G. Người bắt lại là Kana. Tốc biến và chiêu cuối đã được dùng đến từ người chơi đường trên của Đông Sim để cố gắng rút lui. Và khi đã hết đi những tài nguyên như vậy thì những đợt đẩy tiếp theo của Gen G sẽ trở nên thông thoáng rất nhiều. Trụ ba đường giữa đã không còn rồi. Đông Sim có lẽ sẽ ít nhất phải bỏ đi đường lính siêu cấp tại khu đường giữa. Còn đường dưới thì lính chưa thực sự thuận lợi. Nhưng Doran đang là người muốn giữ lại đợt lính này để có thể cùng với các thành viên còn lại của Gen G tại khu đường giữa chiếm lấy đường lính siêu cấp thứ hai. Họ hoàn toàn có đủ thời gian để làm điều đó. Chỉ chờ thêm một chút nữa khi Doran cần phải lấy lại lượng nộ khi anh ta vừa hết nộ để có thể tiếp tục ở dạng Na khổng lồ rồi. Nhưng những áp lực đến từ một phút Baron nó vẫn đang là quá dài đối với Đông Sim. Đồng ý. Một loại Baron vẫn đang giúp cho các thành viên bên phía của Gen G Sport có được rất nhiều ưu thế ở khả năng đẩy với cái đội hình có Kama, có Ash, có Vegeta Class. Phải nói rằng trận đấu này là ván đấu mà Lehen anh ta chơi quá hay với Vegeta, những tình huống bắt tay của anh ta nó liên tiếp chuẩn xác cùng cái đội hình tay ngắn phần nhiều đến từ bên phía của Đông Sim Red Fox. Bây giờ Đông Sim rất khó để vào, bây giờ là pha đẩy tốt đến từ VD nhưng mục tiêu chỉ là Lehen mà thôi. Ruler dính cho mình một tình huống hất tung đến từ Red Fox, anh ta đã bị bớ nhưng Ruler vẫn bước chơi. Cú chiêu cuối tốt đến từ vị trí của Doran để cover Ruler thêm một khoảng thời gian nữa trước khi sát thủ bên phía của Gen G Sport nằm xuống. Đó sẽ là pha có thể là sẽ là quen sạch dành cho thành viên bên phía của Gen G khi Effort cùng với Red nằm xuống. Năm mạng dành cho bên phía của Gen G với tình huống quét sạch đối phương ở khoảng thời gian phút 28 và họ sẽ kết thúc kèo đấu BO3 này tại đây mà thôi. Thời gian thi đấu trung bình của Gen G là thực sự thấp, họ thi đấu dưới 30 phút mỗi ván đấu của mình và ngay thi đấu hôm nay cũng là một ngày tương tự như vậy. Khi gặp Đông Sim Effort họ nhanh chóng dứt điểm Đông Sim sau hai ván thi đấu, mặc dù những khó khăn đi đường của Đông Sim tạo dựng được cho bên phía Gen G là có. Nhưng đến giữa trận thì sự rời rạc, sự kém giao tiếp, sự thiếu liên kết đến từ các thành viên của Đông Sim đã khiến họ liên tục lâm vào những tình huống giao tranh thua.